Hello quý vị khách hàng ơi, thẩm mỹ Ohio đã quay trở lại đây với một ca bị giãn mao mạch ở vùng chân. Vị khách hàng này của chúng tôi thì bị giãn mao mạch cách đây một vài năm thôi và nguyên nhân là do chị bị tăng cân quá nhanh khiến cho sức nặng cơ thể đè nặng lên đôi chân và khiến cho chân của chúng ta bị giãn mao mạch như tình trạng hiện tại. Quý vị có thể thấy là có rất là nhiều những cái vết mạch máu nhỏ màu đỏ ở phía dưới da đúng không ạ? Những cái mạch máu nhỏ ở phía dưới da như thế này đó chính là tình trạng bị giãn mao mạch quý vị nhé. Còn những tình trạng mà quý vị thấy là những cái mạch máu nó tím đậm lại và bắt đầu xanh lên thì nó là hiện tượng bị giãn. Và ngày hôm nay thì chị cũng đã quyết định đến với thẩm mỹ Ohio để chữa cái giãn mao mạch ở vùng chân của mình. Và ngày hôm nay là cái buổi liệu trình đầu tiên. Đến với thẩm mỹ Ohio thì chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ Mercury LX2020 để điều trị cho các vị khách hàng. Và với cái công nghệ laser sung dài này thì tia laser sẽ trực tiếp tác động lên thành mạch, gây co thành mạch và sẽ làm khắc phục ngay lập tức tình trạng bị giãn mao mạch. Với những cái tia máu nhỏ màu đỏ ở phía dưới da như của chị khách hàng như thế này thì nó có thể biến mất ngay lập tức quý vị nhé. Còn với những mạch đã bị tím đậm này và đã trở thành mạch xanh rồi, ăn vào tĩnh mạch rồi thì nó sẽ phải khắc phục dần dần trong những cái buổi tiếp theo. Vào những cái buổi đầu tiên thì nó sẽ có thể khắc phục được 50-60% thôi quý vị ạ. Nên là những vị khách hàng mà có cái tình trạng bệnh nhẹ này, mới chớm này thì bao giờ cũng sẽ dễ điều trị hơn so với những cái vị khách hàng mà chúng ta đã để bệnh tình quá nặng rồi và đã để một thời gian quá dài thì bao giờ nó cũng sẽ mất thời gian điều trị hơn và phương pháp điều trị thì cũng phải cầu kỳ hơn và phức tạp hơn rất là nhiều quý vị ạ. Quý vị hãy lưu ý là hãy nên quan tâm đến bản thân cơ thể của mình và hãy quan sát xem là cơ thể của chúng ta đang có những cái dấu hiệu thay đổi như thế nào để chúng ta có được những cái phương pháp chữa trị kịp thời quý vị nhé. Đặc biệt là với cái tình trạng giãn mao mạch thì lúc đầu nó sẽ chỉ là những cái mạch nhỏ màu đỏ thôi, rất là rải rác, rất là li ti như mạng nhện, nhưng mà dần dần thì nó sẽ tím lên và xanh lên, thì nó sẽ rải rác từ phần đùi xuống đến phần cổ chân. Tình trạng giãn mao mạch ngoài việc ảnh hưởng đến ngoại hình của chúng ta thì nó còn gây đến cho chúng ta những cái bất tiện trong việc di chuyển đi lại, như là khi mà đứng lâu sẽ bị căng tức chân này, bì chân này, và khi mà ngủ buổi tối thì thường là những vị khách hàng đó sẽ phải gác chân lên rất là cao để có được một cái sự dễ chịu cho cái chân của chúng ta. Như vậy thì nó đã thuộc vào tình trạng bệnh lý rồi đúng không ạ? Mà bệnh thì càng chữa sớm thì càng tốt cho sức khỏe quý vị nhé. Nếu quý vị cũng đang có tình trạng tương tự thì hãy đến thăm khám tại thẩm mỹ Ohio, chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị một liệu trình an toàn, hiệu quả và phù hợp nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream.